chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm một đôi dép đồ chơi xinh xắn như thế này nhé. Bây giờ chúng ta cùng làm thôi. Đây. Rồi mình sẽ được hai chiếc dép giống hệt nhau, rất là xinh như này rồi. Giờ mình sẽ làm cái phần trang trí mình gắn lên. Trang trí thì mình có chuẩn bị cái màu cam này. Bây giờ mình gặp vào mình tạo hình nhé. Mình tạo một hình vuông này. Mình tiếp tục mình gập vào. Mình tạo thành hình vuông nữa. Tức là tổng mình sẽ có hai hình vuông nha mọi người. Tổng mình cần hai hình vuông. Mình bỏ phần dư đi. Bây giờ mình sẽ cắt nó ra. Mình tiếp tục mình gập này. Mình gập lần lượt cho đến hết nhé. Mình cứ gập đôi vào, gập đôi liên tục. Tiếp tục gập đôi này. Rồi ở đây mình cũng tiếp tục mình gập đôi tiếp. Rồi mình sẽ cắt một cái hình hoa như thế này. Mình làm tương tự với cái phần bên này nhá. Mình cũng sẽ gập đôi liên tục như vậy. Mọi người cứ gập đôi cho mình là được. Không cần phải làm cái gì nó khó khăn cả. Cứ gập liên tục. Sau đó mình áp cái đường này lên này. Áp lên. Đây như thế này. Sau đó mình sẽ cắt theo cái đường mình đã làm mẫu sẵn đây này. Mình có cái khuôn rồi thì bây giờ mình cắt theo rất là dễ. Mình chỉ cần lượn đường kéo theo thôi. Rồi. Mình sẽ bỏ những phần dư đi nhé. Bây giờ mình sẽ mở những cái hình này ra. Đây mình sẽ được cái bông hoa 8 cánh rất là xinh. Mình sẽ được bông hoa 8 cánh nhé. Bên này cũng như vậy. Mình sẽ được bông hoa 8 cánh. Mình mở ra. Mọi người có thể là đây, mình sẽ gập vào một chút. Mình tạo đường họa tiết cho nó đi. Mình không để đường trơn như này. Mình cắt thêm một đường ở trong đi. Đây, mình tạo họa tiết cho nó. Nhìn cho nó độc đáo hơn ấy. Chứ hoa trơn thì nhìn nó cũng thường đúng không? Thường thường quá. Đây mình cắt thêm một đường ở trong là được. Bên này mình cũng làm như thế nhá. Mình cũng cắt một đường ở trong. Rồi, giờ mình sẽ mở ra lại nhá. Nhìn cái hoa của mình nó sẽ đẹp hơn đấy mọi người. Rồi mình mở ra tiếp này. Đấy mọi người nhìn cái hoa đẹp hơn đúng không? Nó có cái độ trang trí này, nó có cái độ nổi nổi của trang trí. Nó sẽ đẹp hơn là hoa trơn. Mở ra xong thì mọi người sẽ dùng kéo mọi người tuốt tuốt cho mình một chút, tạo cái độ căng của cánh hoa. Đây mọi người tuốt như này là được, tạo độ căng cho cánh. Rồi bên này mình cũng làm như vậy nhá, mình cũng sẽ tuốt, mình tạo độ căng cho cánh. Rồi, bây giờ mình sẽ cắt một cái đường như này. Để mình tạo độ khung cho cánh hoa. Cánh hoa của mình như này nó hơi phẳng. Mình cắt một đường mình tạo độ khung. Mình sẽ dán keo lên nhé. Mình dán keo lên. Mình dán vào như này. Mình sẽ được một cái bông hoa như này. Bông hoa nổi. Mình dán vào đây. Hoặc là mọi người có thể không thích cái hoa kiểu này thì mọi người rút ngược lại nhé. Đây ví dụ như hoa này đi. Cánh nó ngược ra ngoài đi. Như này có vẻ đẹp hơn đấy. Đây mình tiếp tục mình dán cái này vào. Mình cũng sẽ cho keo vào mình dán hai lớp cánh đèn nhau. Để mình tạo cái độ khung cho cánh hoa. Mọi người thấy cái cánh hoa có độ khung nó xinh hơn đúng không? Nó sẽ cảm giác như hoa nó nổi. Nó xinh hơn là hoa phẳng. Giờ thì mình sẽ gắn vào. Gắn vào hai chiếc dép. Mình cho một chút keo vào và mình áp vào chính giữa là được.
Rồi bên này mình cũng làm tương tự như vậy nhé. Cho một chút keo vã vào chính giữa. Mọi người có thể là gắn thêm cái hạt để tạo nhụy. Đây, mình sẽ gắn thêm cái hạt màu bạc mình tạo nhụy nhé. Màu bạc rất là nổi. Gắn vào màu gì cũng hợp luôn nha mọi người. Màu bạc hợp với tất cả các màu. Gắn vào rất là xinh. Rồi, vậy là với những cái thao tác rất là đơn giản thì mình đã hoàn thành được một đôi dép đồ chơi rồi. Mọi người gọi những phần keo dư dính trên này đi là xong. Đây, đây là đôi dép mình đã hoàn thành. Rất là dễ thương đúng không mọi người? Thì đây là cách mình gợi ý mọi người làm một đôi dép đồ chơi cho bé như này. Đấy. Thì mọi người có thể tham khảo cách làm của mình để có thể tạo ra được những đôi dép giống như thế này nhé. Chúc các bạn thành công nha. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye!